Xin chào bạn, đây là chương trình về lời chào hàng có thể nhân 3, nhân 5, nhân 10 lợi nhuận hoặc đột biến có thể nhân 20, nhân 30 lần lợi nhuận của bạn. Được không ạ? Vậy thì trong cái video này tôi muốn chia sẻ với bạn cái điều gì? Đó chính là tôi muốn bạn hiểu rằng cái lời chào hàng nó là cái gì và tại sao nó lại quan trọng, và lời chào hàng nó khác gì, ở marketing. Lời chào hàng thì nó không khác, nó là một phần trong những cái chiến lược marketing, được không ạ? Nó là một phần trong chiến lược của marketing. Thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh là cái một phần này là bạn cần phải tập trung, phải tập trung xuất sắc vào nó, bởi vì nó rất rất quan trọng trong toàn bộ cái tổng thể chiến lược marketing của bạn. Thì cái lời chào hàng nó chiếm một phần lớn đến tỷ lệ chuyển đổi của bạn trong trong chiến dịch của bạn, ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn, được không ạ? Vậy thì trước tiên tôi sẽ đi vào đó là gì. Thì hầu hết những người marketing ở ngoài kia họ sẽ tập trung vào cái điều như này, đó là những người, tôi vẽ cái đường như thế này, đây là marketing, ở đây là offer, là lời chào hàng, được không ạ? Đó. Thì hầu hết những người marketing ngoài kia thì họ tập trung vào đâu ạ? Họ tập trung vào cái điều gì ạ? Họ tập trung vào cái gì? Đây. Tôi sẽ đưa vào đây. Họ tập trung vào làm webinar, làm thuyết trình, đúng không ạ? Rồi họ tập trung vào nội dung bài viết, bài viết dài, bài viết ngắn, được không ạ? Họ tập trung vào những cái gì nữa? Họ tập trung vào tiêu đề, tập trung vào video, làm video, đúng không ạ? Họ tập trung vào quảng cáo, vân vân, rất là nhiều cái để họ tập trung vào, đúng không ạ? Họ tập trung vào tất cả những cái thứ này. Các bạn thấy có phải là hầu hết ở ngoài kia họ sẽ tập trung vào những cái thứ đó không ạ? Nhưng mà nó mang lại kết quả lớn không ạ? Không, kết quả không hề lớn. Mà cái offer tất cả mọi thứ này, được không ạ? Đây các bạn, tôi sẽ cho các bạn thấy là tất cả những cái thứ này, tất cả những cái chiến dịch này đó, nó đều, tất cả những cái chiến dịch này thì nó tất cả những cái chiến dịch này nó đều đưa đến là cái offer, đúng không ạ? Đưa đến cái offer này, đúng không ạ? Có phải nó đưa đến cái offer này không ạ? Vậy thì cái offer này nó bao gồm những cái thứ gì mà nó lại nguy hiểm như vậy? Offer nó bao gồm những cái thứ gì? Thì hầu hết mọi người ở ngoài kia họ họ nghĩ rằng là cái offer, cái lời chào hàng, cái sản phẩm của họ nó chỉ là cái sản phẩm thôi, nó chỉ là cái sản phẩm thôi đó, họ chỉ nghĩ là cái sản phẩm, ngoài ra thì họ có thêm là thì là quà tặng, được ạ, rồi là miễn phí ship, thế thôi, được không ạ? Nhưng mà offer,
Ở đây nó hoàn toàn khác, nó còn rất nhiều những cái yếu tố khác nữa. Nào này, nào là chính sách, được ạ, đây, nào là chính sách, nào là đảm bảo. Đảm bảo rủi ro. Đó. Nó còn rất nhiều những cái yếu tố khác nữa. Nào là tính năng. Được không ạ? Nào là tính năng. Nào là lợi ích. Rồi nhiều cấp lợi ích khác nhau nữa. Vậy thì nó bao gồm một loạt những cái điều như thế này. Vậy thì nó có quan trọng không ạ? Nó quan trọng đúng không ạ? Nó tất cả những cái yếu tố này, tất cả những cái yếu tố này để nó làm gì ạ? Để nó đảm bảo một điều rằng là nó đưa cái người khách hàng này, đó, nó đưa cái người khách hàng này đi đến một trạng thái wow, đúng không ạ? Đưa cái người trạng khách hàng này nó vượt qua những cái rào cản, đúng không ạ? Vượt qua những cái rào cản để nó đến một cái trạng thái gọi là trạng thái wow. Ồ, tất cả mọi thứ đều wow, mọi thứ đều tuyệt vời, thì họ sẽ không thể nói là say no được, mà họ không thể từ chối, họ muốn say yes, họ muốn nhận cái sản phẩm của bạn ngay. Do đó tất cả những cái chiến lược marketing của bạn, nếu như chiến lược marketing của bạn mà tốt, thì đây, chiến lược marketing của bạn mà tốt, mà đưa đến offer tốt, thì có phải là mọi thứ wow không? Nhưng chiến dịch marketing của bạn tồi, chiến dịch marketing của bạn mà tồi, thì làm sao ạ? Mà cái offer của bạn nó tốt thì nó sẽ cứu lại được một phần thôi, nó cứu lại một phần. Đó, offer của bạn mà tốt, mà nhưng chiến dịch marketing của bạn, tất cả những chiến dịch đằng trước đưa đến cái offer của bạn để là gọi là chốt đấy, bước chốt sale. Mà tốt, chiến dịch marketing tồi thì nó cứu rỗi một phần. Nhưng chiến dịch marketing của bạn mà lại vừa tồi, offer lại cũng vừa không tốt, thì có phải là hỏng toàn bộ chiến lược không? Do đó, ở đây tôi muốn chia sẻ với bạn một cái điều này nữa, là một cái điều này. Đó. Đó là ở đây tôi sẽ vẽ như này. Mười phần trăm các bạn nhé, đây là 20, đây là 20%, à đây 40% các bạn, đấy, 40%. Thì 40% này nó là cái gì ạ? 40% nó này, nó chính là cái offer, là lời chào hàng. Thế còn 40% này nó là cái gì? 40% này nó chính là cái đối tượng khách hàng, đối tượng khách hàng đó. Vậy thì còn 20% này nó thuộc về cái gì?
20% này nó thuộc về hệ thống. Và funnel, Facebook funnel. Được không? Các bạn thấy này, tại sao nó lại có con số như này? Bởi vì những guru hàng đầu nó đã nghiên cứu ra như thế này rồi, chứ không, con số này không phải là của tôi đưa ra, không phải là tôi nhận định, không phải tôi đưa ra, mà các guru hàng đầu họ thống họ họ có những chiến dịch marketing của họ, họ đã thống kê lại, họ đã đưa ra được những con số nó chính xác như thế này, được không ạ? Để họ hướng dẫn, họ đào tạo. Và các bạn thấy một điều là offer ở đây nó tới, nó quan trọng là nó các bạn thấy là nó tới 40%, đúng không? Offer ở đây nó tới 40% nơi giao hàng, à đối tượng khách hàng nó 40%. Vậy thì cả hai cái này cộng lại, offer cộng với khách hàng cộng với đối tượng khách hàng này, hai cái này cộng vào nhau thì nó đã chiếm tới 80% thành công của bạn rồi, đúng không ạ? 80% thành công. Vậy thì cái hệ thống nó cũng cái hệ thống bạn bạn chưa cần tập trung vào, bạn cũng đã thành công được 80% rồi, là rất tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng có hệ thống nào vào nữa thì nó lại tuyệt vời đó, đúng không ạ? Cho nên là ở đây cái khi bạn marketing thì bạn phải rất là chú trọng đến cái đối tượng khách hàng của bạn. Bạn phải lựa chọn cái đối tượng khách hàng của bạn như thế nào để họ đến với bạn, họ sẽ say Z, say Z, say Z. Và bạn thiết kế cái bạn làm cái offer của bạn nó tối ưu đến 100% để bạn đạt được cái 40% này, thì khách hàng họ đến với cái sản phẩm của bạn, đến với cái offer của bạn, thì khách hàng chỉ có bằng cách là cho tôi xin nhận cái món hàng này, tôi xin nhận cái offer này. Khách hàng wow, không thể từ chối được. Đó là cái lý do vì sao mà cái offer nó cực kỳ quan trọng như vậy. Vậy thì trong cái offer này thì nó bao gồm những cái thứ gì mà nó mà chỉ có những guru hàng đầu họ đã làm được tới tối ưu như vậy, mà hầu hết các marketer, những người marketing ngoài kia họ không làm hoặc là không biết đó. Thì ở trong cái này nó có 11, nó trong cái offer này thì nó có ba cái thành phần chính, ba thành phần chính thì tôi sẽ nói ở phần sau. Phần chính khiến cho khách hàng đến là phải mua, đến là không thể từ chối được, ba cái thành phần chính này. Đó. Chúng đã chối tối ưu được ba cái thành phần chính này. Và nó cũng sẽ có cái 11 cái loại, 11 loại đấy, chào hàng, 11 loại chào hàng thì bạn sẽ sử dụng nó linh hoạt, kết hợp như thế nào để tạo ra cái nơi chào hàng nó tuyệt vời nhất. Thì đó là tất cả những cái điều mà tôi muốn nói ở trong cái video này. Thì các bạn thấy một điều là khi mà chúng ta đã làm cho khách hàng bước qua được cái rào cản về 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 rủi ro, thì họ sẽ sẵn sàng, họ say wow, đúng không ạ? Họ say wow, các bạn thấy không?
họ sẵn sàng họ say wow với chúng ta. Họ bước qua được những cái rủi ro về 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 giá này, về chính sách, về đảm bảo, về sản phẩm, về quà tặng, về tính năng lợi ích, họ mọi thứ chúng ta đã tối ưu trong hết phần offer rồi, thì họ chỉ còn bằng cách họ say wow. Thì đó là lý do vì sao nó quan trọng. Và cái nơi chào hàng này, khi chúng ta tối ưu được thì chúng ta sẽ bước sang một cái level mới, một cấp độ mới mà những người marketer ngoài kia sẽ phải để ngước nhìn bạn, sẽ phải ngó nhìn bạn, sẽ phải chạy theo bạn, sẽ phải đuổi theo bạn để xem bạn làm những cái điều gì mà nó khác biệt như vậy, được không ạ? Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong bài tiếp theo, và tôi sẽ nói về cái này, được không ạ? Về cái 11 loại lời chào hàng này, để các bạn có thể hiểu hơn về sự linh hoạt trong lời chào hàng về giá, đúng không ạ? Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo.